Hello, xin chào bạn. Và như bạn có thể thấy thì hiện tại mình đang cầm trên tay là chiếc iPhone XS Max phiên bản lốc màu trắng rất là đẹp. Thì ở video trước thì mình đã tư vấn cho bạn đây là một trong 4 chiếc iPhone đáng mua nhất tại thời điểm cuối năm 2018 và đầu năm 2019. Và ở trong video này thì mình sẽ đi phân tích chi tiết hơn là chiếc iPhone XS Max này đáng mua như thế nào nhé. Đầu tiên để chứng minh được là sản phẩm này nó đáng mua như thế nào thì chúng ta hãy nói về giá bán của nó. Hiện tại thì những chiếc iPhone XS Max đang có giá là 20,8 triệu đồng cho phiên bản lốc, và cái mức giá này thì nó sẽ rẻ hơn tới 13 triệu đồng so với phiên bản chính hãng đang có giá là 33.990.000 đồng. Tức là chiếc iPhone XS Max này nó sẽ rẻ tới hơn 13 triệu đồng. Cái số tiền này đủ để chúng ta làm được nhiều việc khác nhau hoặc thậm chí gần mua được một chiếc iPhone 8 Plus. Về chất lượng thì đây đều là những sản phẩm mới này, sẽ có trải nghiệm tương đương với những phiên bản hàng chính hãng. Về trải nghiệm mà các bạn nhận được khi mà mua chiếc iPhone XS Max phiên bản lốc này thay vì hàng chính hãng thì mình sẽ khẳng định là tương đương nhau. Bởi vì đây đều là những sản phẩm mới này, mọi tính năng đều tương tự như một phiên bản quốc tế sau khi chúng ta fix bản cái sim ghép rồi. Và mặc dù giá trị của iPhone XS Max lốc hiện tại đang ở mức khá cao là trên 20 triệu, tuy nhiên thì không thể phủ nhận một điều là giá bán của iPhone năm nay hạ giá khá là nhanh, thì chúng ta sẽ có cơ hội để mua được những chiếc iPhone mới mới tinh vừa chỉ làm cho hôm nay với một mức giá rất là hợp lý. Và ngoài ra ở trong tầm giá hơn 20 triệu đồng này, chúng ta còn có một sản phẩm khác là những chiếc iPhone 10 chính hãng. Mặc dù iPhone 10 vừa mới ra mắt năm ngoái thôi, hiện tại vẫn tốt, nhưng theo mình thì với mức giá hơn 20 triệu đồng thì iPhone XS Max lốc sẽ là lựa chọn hợp lý hơn. Bởi vì chiếc iPhone XS Max này thì nó vừa mới ra mắt thôi và chúng ta đang có cơ hội mua ngay một sản phẩm mới nhất của Apple với nhiều nâng cấp như là màn hình tràn cạnh có kích thước lớn hơn. Cái này thì khi xem phim hay chơi game thì sẽ rất là đã. Pin cũng trâu hơn cho thời gian sử dụng thoải mái tới 1 hoặc là 2 ngày. Chứ kể tới việc nếu trước đây khi mà iPhone X ra mắt thì có những cái nhược điểm gì ở khâu thiết kế như chất lượng, thì những cái nhược điểm này nó sẽ được khắc phục ở trên thiết bị kế nhiệm là chiếc iPhone XS Max sau này. Và tiếp theo thì mình sẽ nói qua một chút về nguồn gốc xuất xứ cũng như là bảo hành để các bạn thêm phần yên tâm khi mà chọn mua những chiếc iPhone XS Max này. Thì những sản phẩm này là những sản phẩm dành cho thị trường Mỹ. Chính xác hơn thì nó thuộc các nhà mạng Mỹ nên chúng ta phải yên tâm về chất lượng. Thậm chí khi mà nói về hàng Mỹ thì chúng ta sẽ cảm thấy thích thú rất là nhiều, bởi vì trụ sở của Apple cũng đặt tại chính quốc gia này. Và những sản phẩm này là những sản phẩm mới trần đã kích hoạt. Tuy nhiên điều các bạn cần quan tâm đó là những sản phẩm này hiện tại vẫn còn thời gian bảo hành trên hệ thống của Apple còn khoảng hơn 11 tháng. Và ngoài ra đây đều là những sản phẩm có email rất sạch, không bị báo nợ cước hay là báo mất, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm nếu sau này các bạn có nhu cầu lên phiên bản quốc tế bằng code thì cái chi phí nó sẽ được giảm đi đáng kể. Và thêm nữa, khi các bạn mua những sản phẩm này tại Diên Thông Minh, các bạn sẽ được hưởng chế độ bảo hành của máy mới bao gồm 12 tháng. Và ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo gói bảo hành mở rộng lên tới 18 tháng, bao gồm cả nguồn, màn hình, vân tay. Tuy nhiên con XS Max này không vân tay, có cảm biến Face ID thôi. Tiếp theo về vấn đề máy lốc thì liệu dùng có an tâm không, thì ngay bây giờ thì mình sẽ giải thích cho bạn để bạn hiểu rõ hơn. Trước đây khi dùng máy lốc thì chúng ta phải thường chứng nhận một vài lỗi vặt như là danh bạ không hiện tên, không kích hoạt được iMessage hay là FaceTime, và hai tính năng này hoàn toàn không thể sử dụng được nếu như máy không dây break. Và đặc biệt khi dùng máy lốc thì chúng ta không thể tùy tiện tháo lắp sim để tránh trường hợp máy bị văng cách tiếp và rất mất thời gian để fix lại. Tuy nhiên giờ đây với sự hỗ trợ rất là mạnh mẽ của cộng đồng iPhone lốc cũng như sim ghép thì chỉ với một lần fix duy nhất thì các bạn có thể tháo lắp sim thoải mái này. Mọi vấn đề mà mình vừa nhắc tới ở bên trên bao gồm danh bạ này, tin nhắn không kích hoạt được thì nó đã xử lý triệt để rồi. Và trên đây là những chia sẻ nhanh của mình về những chiếc iPhone XS Max phiên bản lốc đang có giá là hơn 20 triệu đồng tại Diên Thông Minh. Khi mua các bạn sẽ tiết kiệm được khoảng hơn 13 triệu đồng so với hàng chính hãng, và là một lựa chọn tuyệt vời hơn rất nhiều so với chiếc iPhone 10 chính hãng đang có mức giá gần như là tương đương. Và theo mình thì đây là món hời thơm nhất mà bạn có thể sở hữu ở thời điểm hiện tại, mặc dù giá trị của sản phẩm này có thể vẫn sẽ hơi cao so với một số người có kinh tế không dư giả cho lắm. Và hiện tại thì những chiếc iPhone XS Max phiên bản lốc này đang sẵn hàng tại các showroom của Di động Thông Minh trên toàn quốc. Link sản phẩm mình sẽ để ở ngay dưới mô tả video để bạn tham khảo nhanh hơn những thông tin còn lại của máy nếu có nhu cầu. Và video mình tới đây là kết thúc. Nếu thấy video hữu ích thì đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi để luôn cập nhật thông tin công nghệ mới nhất. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.